Em xin chào các anh các chị ạ, và các bạn ạ. Sau đây thì sau cái phần trình bày về ưu đãi thuế và miễn thuế ạ, thì em và Dung sẽ trao đổi một cách tóm tắt nội dung về giao dịch liên kết, cũng như là một số vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải khi mà thực hiện kê khai giao dịch liên kết trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ý ạ. Về tổng quan chung thì mình có thể hình dung là khi mà mình kê khai các thông tin trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, thì mình sẽ thực hiện lấy các dữ liệu từ báo cáo tài chính này, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đúng không, và căn cứ vào sổ sách kế toán nữa. Từ đó là mình chúng ta thì hình dung là trên cái phụ lục giao dịch liên kết ấy, nó sẽ có một phần là tổng các chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ mua vào này, tổng các chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ bán ra đối với bên liên kết. Thì lúc này khi mà doanh nghiệp thực hiện kê khai, chúng ta sẽ cần phải xác định được chính xác là cái quan hệ liên kết đối với các bên liên kết của giữa doanh nghiệp tại Việt Nam và các bên liên kết là như thế nào. Bên cạnh đấy khi mà chúng ta xác định xong rồi, chúng ta sẽ thực hiện kê khai các chỉ tiêu mà tương ứng với các bên liên kết đó ạ. Thì cũng căn cứ vào sổ sổ sách kế toán để mà chúng ta thực hiện kê khai thôi, và nhập nhập các thông tin mà liên quan như là các chỉ tiêu về doanh thu hay là chi phí đối với từng phụ lục. Và khi mà chúng ta thực hiện kê khai mà giao dịch liên kết đi Dung, thì Dung có hay gặp những cái vướng mắc nào mà hiện tại là các doanh nghiệp hay gặp phải và vẫn chưa là tìm được là cái hướng dẫn chung cho những cái vướng mắc đấy không? Em hay có câu hỏi đặt ra là trong cái trường hợp mà phát sinh giao dịch mua bán hay cung cấp dịch vụ với bên liên kết thì mình chắc chắn là phải kê khai rồi. Tuy nhiên thì nếu mà chỉ phát sinh giao dịch mà thu hộ chi hộ thì mình cũng có cần phải kê phần đấy lên cái phần giao dịch liên kết không? Không ạ chị? Liên quan đến thu hộ chi hộ ạ. Nhưng mà lúc này mình sẽ cần phải xác định xem là đối tượng đấy của mình có phải là đối tượng giao dịch liên kết hay không ấy. Mà nếu mà không phát sinh quan hệ mua bán, chỉ là thu hộ chi hộ thôi, thì theo quan điểm của mình sẽ là sẽ không có kê khai lên cái phụ liên kết, đúng không? Vâng, thì nếu mà trong trường hợp này mà nếu không thuộc đối tượng liên kết với công ty mình thì sẽ không phải kê khai. Còn nếu mà thuộc đối tượng là có giao dịch liên kết với công ty mình như là cùng ở trong một tập đoàn thì mình sẽ kê vào chỉ tiêu 12A, 12B trên phụ lục giao dịch liên kết. Ngoài ra thì em cũng hay gặp một câu hỏi là nếu mà vay ngân hàng thì có phải là giao dịch liên kết không? À, đối với giao dịch mà vay ngân hàng ấy, thì thông thường chúng ta có thể hiểu là tổ chức tín dụng là chúng ta cần phải hiểu định nghĩa cái tổ chức tín dụng ấy là cái doanh nghiệp thực hiện một hoặc một số tất cả các hoạt động của ngân hàng. Lúc này tổ chức tín dụng sẽ bao gồm có ngân hàng này, tổ chức tín dụng phi ngân hàng này, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. Và ngân hàng làm doanh nghiệp và thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 132/2020 hướng dẫn về kê khai giao dịch liên kết ấy. Vì vậy là chúng ta sẽ vẫn kê khai các khoản ngân hàng và giao dịch liên kết khi mà thực hiện vay ngân hàng, nhưng mà phải đáp ứng đầy đủ hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó chính là khoản vốn vay ít nhất là phải bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay. Bên cạnh đấy, điều kiện thứ hai ở đây đó chính là chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ chung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay. Vâng. Vì vậy là chúng ta cũng cần phải xem xét hai cái điều kiện này khi mà chúng ta thực hiện kê khai dữ liệu lên phụ lục liên kết. Vâng. Vậy thì không chỉ mỗi doanh nghiệp thì mới cần phải kê khai giao dịch liên kết, mà kể cả là ngân hàng mà có giao dịch trong công ty mình vay thì mình cũng phải lưu ý đến cái việc mà kê khai ngân hàng là bên liên kết với công ty mình trên phụ lục giao dịch liên kết. Thì Đúng rồi. thật ra thì sẽ có những trường hợp công ty sẽ không phải lập cái hồ sơ giao dịch liên kết này. Tuy nhiên thì nếu mà mình không đáp ứng được tiêu chí, có 3 tiêu chí cũng như ở trên cái phụ lục giao dịch liên kết 01 có để mình chọn vào ấy, nếu mình mà không đủ điều kiện để được miễn hồ sơ giao dịch liên kết thì thường cơ quan thuế sẽ yêu cầu những cái tài liệu sau. Thứ nhất là về thông tin về các bên liên kết, thứ hai là danh sách các giao dịch liên kết, thứ ba là chính sách xác định giá của các giao dịch liên kết, thứ tư là báo cáo bán hàng chi tiết hàng mua bán từ bên độc lập và bên liên kết, tiếp theo là phải có danh sách hồ sơ hải quan, danh sách các khoản vay nợ và chi phí đi vay, cũng như là phải có hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ toàn cầu,
và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Như vậy thì nếu mà trong trường hợp không được miễn hồ sơ giao dịch liên kết thì mình phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu về cái phần báo cáo liên quan đến giao dịch liên kết này, không chỉ là